Cao Xuân Huy, người thầy hiền triết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, đến thời Pháp thuộc, tư duy triết học phát triển đến đỉnh cao, thời Lý Trần có cơ hội phục hồi. Sự gặp gỡ của minh triết phương Đông và triết học phương Tây đã kích thích lòng ham muốn tìm hiểu về triết học. Đến lúc này, khi nghiên cứu triết học, các học giả không còn chỉ dùng trực giác, sự lóe sáng, đốn ngộ hay thiên khải nữa, mà đã có một công cụ mới, một ngôn ngữ mới mượn từ phương Tây. Đó là hệ thống các khái niệm, phạm trù, phương pháp khoa học. Nhân vật ngày hôm nay Chân Dung Lịch Sử muốn giới thiệu tới các bạn, đó chính là Cao Xuân Huy, nhà đạo học, người thầy hiền triết của thế kỷ 20. Giáo sư Cao Xuân Huy sinh ngày 28 tháng 5 năm 1900, mất năm 1983. Ông sinh ra tại làng Thịnh Mỹ, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình dòng dõi khoa bảng danh giá. Cha ông là Cao Xuân Tiếu, từng đậu phó bảng khoa thi năm 1895 và giữ chức thượng thư, hiệp biện đại học sĩ kiêm tổng tài quốc sử quán triều nhà Nguyễn. Ông nội ông là Cao Xuân Dục, tổng tài quốc sử quán. Gia đình ông có một trang viên sầm uất và nổi tiếng về một long cương thư viện. Ông nội ông cũng là chủ biên và viết rất nhiều bộ sách đồ sộ có giá trị lớn như Đại Nam Nhất Thống Chí, Quốc Triều Khoa Bảng Lục, Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu, Quốc Triều Tiền Biên Toát Yếu. Khi còn nhỏ tuổi, ông đã bắt đầu học chữ Hán với thầy cùng gia đình và được ông nội dạy dỗ. Ông rèn chữ Hán cổ và nho học ngay trong thư viện Long Cương cùng với việc tu luyện pháp văn. Vào năm 1915, khi đó ông 15 tuổi, Cao Xuân Huy đi thi hương tại trường thi Nghệ An nhưng lại không đỗ. Sau đó ông đến Huế theo học bậc thành trung và tốt nghiệp năm 1922. Sau khi tốt nghiệp, ông theo học trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và tốt nghiệp năm 1925. Từ đó, ông bước vào cuộc đời dạy học trong 50 năm lăm, chỉ gián đoạn có chút ít. Ông dạy học tại trường Quốc học Huế. Cũng trong năm 1925, khi cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt giam, các phong trào đòi thả tự do cho Phan Bội Châu phát triển mạnh mẽ. Cao Xuân Huy nối tiếp truyền thống yêu nước và chống Pháp của gia đình, nên ông cũng bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1926, ông tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng. Khi nói về cách mạng, ông viết: "Nói cho cùng, nếu không có cách mạng thì mong ước của anh em chúng tôi dù có tốt đẹp đến đâu, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng khó lòng mà thực hiện. Cách mạng đã giải phóng cho chúng tôi, đem lại cho chúng tôi cái sở thích lớn nhất trong đời là tìm tòi, nghiên cứu di sản tinh thần của cha ông." Đến năm 1927, Pháp tấn công mạnh mẽ tổ chức Tân Việt Cách mạng Đảng. Ông bị thực dân Pháp bắt và bị đày ra lao bảo, sau đó lại được giải về Nghệ An. Đến năm 1929 mới được thả. Sau khi được thả, ông lập gia đình và về làm công tạm cho nhà in Đắc Lập ở Huế. 6 năm đó cũng là thời gian giáo sư nghiền ngẫm tinh hoa tư tưởng, triết học Trung Hoa và Đông Phương. Tới năm 1935, ông quyết định vào Sài Gòn dạy tư thục trung học Paul Deme và trung học Trấn Thanh. Một năm sau, ông lại trở ra Huế dạy tư thục Hồ Đắc Hàm, Việt Anh, Thuận Hóa và tham gia viết báo tiếng Pháp Revue Pédagogique. Cao Xuân Huy dốc hết tâm trí nghiên cứu Lão Tử và sớm nổi danh là nhà đạo học. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, Cao Xuân Huy được chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mời ra Hà Nội dạy môn triết học phương Đông tại Trường Đại học Việt Nam. Nhưng do tình hình chính trị Việt-Pháp căng thẳng nên trường phải đóng cửa sau 3 tháng hoạt động. Khi chiến tranh nổ ra, ông tiếp tục sự nghiệp dạy học của mình và mất tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 10 năm 1983, thọ 83 tuổi. Giáo sư Cao Xuân Huy, nhà sư phạm mẫu mực, suốt đời miệt mài dạy học, đào tạo nhân tài cho đất nước. Ông nội Cao Xuân Huy là người mê thích sách vở, sưu tầm, trước tác và lập nên thư viện Long Cương,
một thư viện gia đình giàu sách nhất nước thời bấy giờ. Cha ông cũng tiếp nối con đường học quan và học thuật này. Chính vì thế, ngay từ nhỏ, ông đã thích đọc sách. Ở đây, ông được tiếp xúc với trăm nhà, nghe được trăm tiếng. Việc đọc sách từ nhỏ và không chỉ đọc sách của nho giáo đã sớm hình thành niềm say mê triết học trong ông. Khi lớn lên, ông học trường Pháp Việt, rồi cao đẳng sư phạm Đông Dương. Với niềm đam mê với triết học phương Tây, ông đã đọc nhiều sách của các triết gia phương Tây. Cao Xuân Huy suốt đời đọc sách với ý thức tích lũy, hệ thống kiến thức để làm cho các giờ giảng thêm sinh động. Giảng dạy và đọc sách chính là niềm say mê suốt đời của ông. Trong bài Tương lai ngành Hán học Việt Nam là thuộc về các bạn của tạp chí Văn học số 5 năm 1983, ông viết rằng: cả đời tôi chỉ có một ao ước, đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi, tìm được kẻ anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ họ. Dưới chế độ cũ, một người trí thức như tôi còn biết làm gì lương thiện hơn là yên phận với đồng lương dạy tư và suốt ngày chúi đầu vào trang sách, một cách tìm lại bản ngã của mình và trở về với dân tộc. Phải đến khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, tôi mới dần dần mang được vốn kiến thức ra giúp đời một cách hữu ích. Tôi bắt đầu giác ngộ rằng quả là có một nền văn hóa dân tộc, một nền văn hóa có cốt tính thật sự, và càng tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, càng thấy bếp lửa tư tưởng phương Đông thật là vĩ đại. Chính vì học thức uyên thâm và sự đam mê giảng dạy nên các học trò của ông kể lại rằng các bài giảng của thầy đầy sức cuốn hút. Những giờ giảng văn của thầy làm sôi động cả lớp, gieo vào tâm hồn niên thiếu những ấn tượng đẹp đẽ, hào hùng của nền văn học nước nhà. Không chỉ có tinh thần tận tụy và thương yêu học trò, giáo sư Cao Xuân Huy còn để lại cho từng học sinh của mình phương pháp học bài, làm bài, nhất là phương pháp tư duy. Các bài học của ông đều cho học sinh rèn luyện thói quen phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, bảo đảm tính khách quan khoa học. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày khai giảng đầu tiên, ông nói: được về quê cha đất tổ dạy học trong tư thế một người giáo viên của đất nước độc lập, tự do thì còn gì vinh hạnh cho bằng. Tôi sẽ bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn non trẻ bằng kiến thức của mình. Khi trường Đại học Việt Nam bị đóng cửa, ông vẫn không từ bỏ đam mê dạy học của mình. Cao Xuân Huy trở về quê nhà và được cử làm hiệu trưởng Trung học Nguyễn Xuân Ôn, Diễn Châu, Nghệ An. Đây chính là thời gian mà thầy phải nỗ lực gấp nhiều lần khi đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như hiệu trưởng trường, giáo viên dạy văn học và dạy pháp văn, giáo viên trường trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, giáo sư triết học của lớp Đại học Văn khoa đầu tiên ở vùng Thanh Nghệ. Đến năm 1949, ông là giáo sư triết học của lớp Đại học Văn khoa đầu tiên do Bộ Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập tại vùng tự do Liên khu 4. Lớp có 7 học sinh tốt nghiệp trung học chuyên khoa. Sau đó 2 năm, ông được mời làm giáo sư trường dự bị Đại học Việt Nam tại Thanh Hóa. Vào tháng 12 năm 1954, thầy được điều về Hà Nội giảng dạy môn triết học phương Đông, môn logic học và môn tâm lý học ở Đại học Văn khoa và lớp Đại học Sư phạm Văn khoa, tiền thân của khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp và Đại học Sư phạm Hà Nội ngày nay. Năm 1957, Cao Xuân Huy lại được mời sang khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giảng dạy môn tâm lý học. Từ năm 1959 đến năm 1970, ông được mời dạy môn Hán Nôm và làm tổ trưởng tổ Hán Nôm của Viện Văn học, là giáo sư triết học của lớp Đại học Hán Nôm, đồng thời được mời thỉnh giảng tại các trường đại học lớn. Giáo sư Cao Xuân Huy xứng đáng là một trí thức lão thành cách mạng, một nhà sư phạm mẫu mực. Ông luôn xác định rõ trách nhiệm và vinh dự của người thầy giáo. Ông từng viết: cách mạng đã giao tận tay chúng tôi cả một thế hệ trẻ, cái thế hệ xứng đáng là hậu sinh khả úy, để chúng tôi đào tạo, dẫn dắt, trao lại tất cả vốn liếng sở đắc của mình. Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi, tìm được kẻ anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ họ. Cái diễm phúc ấy không phải là dễ mà có, thì ngày nay là một việc thường thấy. Giáo sư Cao Xuân Huy, nhà triết học xuất sắc của thế kỷ 20. Giáo sư Cao Xuân Huy không chỉ là một nhà giáo mẫu mực
hết lòng vì sự nghiệp giáo dục, mà ông còn là một nhà triết học xuất sắc của thế kỷ 20. Giáo sư Cao Xuân Huy để lại trước thuật không nhiều, nhưng đặc biệt tinh túy. Ông đã lựa chọn triết học phương Đông phong phú và phức tạp, khó minh giải, đặc biệt với Phật giáo và Đạo giáo. Hai hệ thống triết học cao cấp và chính danh nhất tạo ra thế giới quan của phương Đông, làm mục tiêu tiếp cận của mình để tham chiếu với Tây phương. Sự lựa chọn này của Cao Xuân Huy là sớm và độc đáo, đầy khó khăn vì không phải ai cũng có điều kiện để có thể nghiên cứu. Khi nói đến tư tưởng triết học của Cao Xuân Huy, không thể không nhắc đến chuyên khảo triết học được hoàn thành vào năm 1958. Mà sau này khi in, các học trò đặt tên là Chủ Toàn và Chủ Biệt, hai ngã rẽ trong triết học Đông Tây. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trong bài Cao Xuân Huy trong Thế giới Người Hiền giới thiệu cuốn Tư tưởng phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu, mô tả về Cao Xuân Huy như sau. Ông đã để lại cho đời một bằng chứng về sức mạnh của một trí tuệ sáng tạo, một khối óc tự chủ và vẻ đẹp của một trái tim đôn hậu. Ông là người biết sống vui, biết tìm kiếm nguồn vui của tạo hóa và cũng biết chia sẻ niềm vui với người khác bằng sự lặng lẽ quên mình. Ông chính là một hiện thân đầy đủ của triết học phương Đông. Ông cũng chỉ ra một biểu trưng còn ít được nói đến của tính cách dân tộc, một tính cách được hình dung bằng hai từ đất nước. Một trong những lý do sâu xa khiến cho hơn 2.000 năm nay, tuy phải vật lộn và đấu tranh chống thôn tính, đồng hóa không ngừng, phải dấn thân vào vô vàn biển lửa, nhưng dân tộc chúng ta vẫn có thể tồn tại. Sau những giờ hội họp, bàn thảo, đi dọc hành lang vắng vẻ, tôi vẫn ngỡ như còn đó, dáng ông đi rất thẳng, mũ phớt trên đầu, chiếc can nơi tay, bộ com lê đối trắng, bước rất chậm xuống thềm, ra khỏi viện, gặp bất cứ người nào cũng đưa tay nhấc mũ, nhưng không dừng bước. Cứ thế chậm rãi đi ra quán bà Nghệ, và từ đấy thả bộ về nhà sau 1-2 tiếng đồng hồ. Giáo sư Cao Xuân Huy cùng với giáo sư Trần Đức Thảo trở thành hai nhà triết học xuất sắc nhất, có tư duy triết học trong trẻo nhất, thuần khiết nhất của Việt Nam thế kỷ 20, được giới trí thức tôn vinh, các học giả thừa nhận. Ở đẳng cấp đó, chỉ có hai mà thôi. Giáo sư Cao Xuân Huy thực là một trí tuệ trác Việt, một triết lý nhân sinh cao đẹp, một trí thức lão thành cách mạng, nhà sư phạm mẫu mực, nhà tư tưởng uyên bác, cây cổ thụ trong cánh rừng văn hóa phương Đông. Ông được nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì 1960, Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996. Tên của ông được đặt cho những con phố ở các thành phố lớn và cho một ngôi trường chuyên của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trường trung học cơ sở Cao Xuân Huy. 20. Các bạn vừa theo dõi thân thế, cuộc đời sự nghiệp và những đóng góp của giáo sư Cao Xuân Huy, một trí thức lão thành cách mạng, một nhà sư phạm mẫu mực đối với sự nghiệp phát triển của nước nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.